Tôi thấy Arsenal chơi ở đẳng cấp còn cao hơn mùa giải trước. Tôi đã xem trận đấu của họ với Bayer Leverkusen. Họ thật sự đang quá cháy. Mỗi năm có vẻ như họ ngày càng trở nên hoàn thiện hơn. Đó là những gì mà thuyền trưởng của Manchester City, Pep Guardiola, nói với truyền thông về đối thủ lớn nhất trong cuộc đua đến ngôi vị vô địch của họ trong hai mùa giải vừa qua. Rõ ràng đối với Pep thì những gì ông nói không chỉ mang tính chất ngoại giao, mà thật sự đó là những gì đang diễn ra. Vậy Arsenal đang có sự thay đổi như thế nào? Và họ đang có những gì cho cuộc lật đổ vĩ đại mùa giải tới? Hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Trước đó anh em đừng quên để lại một like, một subscribe cho kênh nếu thấy video này hay. Các anh em cũng có thể truy cập vào trang web 5Go để theo dõi các trận đấu của các câu lạc bộ hàng đầu lục địa già trong mùa giải mới. Arsenal sẽ cần phải gần như hoàn hảo để đánh bại Manchester City để giành danh hiệu mùa này sau khi đã thất bại trong cuộc đua tranh cúp 2 mùa liên tiếp. Nhưng những dấu hiệu ban đầu từ giai đoạn tiền mùa giải đang cho thấy đội bóng của Mikel Arteta có thể sẽ thực sự có được sự hoàn hảo đó. Đối đầu với Bayer Leverkusen vào hồi giữa tuần trước, Arsenal đã ghi 2 bàn trong 1 phút, cho thấy mong muốn của họ để áp đảo nhà đương kim vô địch La Liga và kết liễu đối thủ của họ một cách càng sớm càng tốt. Chiến thắng với tỷ số 4-1 cũng chứng minh cho khả năng của pháo thủ. Và trong cuộc gặp gỡ với Lyon trong khuôn khổ Emirates Cup ngày hôm qua, những dấu hiệu tương tự đã lại một lần nữa được thể hiện. Gabriel Martinelli và Ben White đã cố gắng dâng cao trên sân để bóp nghẹt đối thủ trong vòng 70 giây đầu tiên. Ngoài ra, sau khi William Saliba nâng tỷ số lên 1-0, Declan Rice đã ép Lyon phải phạm lỗi và tạo ra cơ hội nhưng đã bị lãng phí. Pháo thủ có thể trông giống như một phiên bản thông thường của họ với những bàn thắng từ các tình huống cố định xuất hiện rất nhiều, kiểm soát lối chơi ở cả hai đầu sân và có sự linh hoạt ở hàng công cũng như những hậu vệ cánh đảo ngược. Nhưng đặc biệt họ có một chút bổ sung về mặt lực lượng, đó là sự khác biệt to lớn nhất. Và chính động lực đó sẽ là điều thúc đẩy các cầu thủ ngày càng hoàn thiện hơn, mạnh mẽ hơn để giúp Arsenal đua vô địch. Sau những trận đấu giao hữu và đặc biệt là trận đấu vừa qua với Lyon, người hâm mộ đã có thể hình dung một Arsenal như thế nào cho mùa giải mới với một tham vọng đã cũ. Đầu tiên đó là về hàng phòng ngự và có hai vấn đề cần bàn tại đây. William Saliba và Gabriel không chỉ xuất hiện trong khả năng phòng ngự mà còn là họng pháo quan trọng trong những tình huống cố định và sự xuất hiện của Ricardo Calafiori. Hàng phòng ngự của pháo thủ chắc chắn là một trong những tài sản mạnh nhất của họ trong suốt chiến dịch 2023-2024. William Saliba và Gabriel nhận được lời khen ngợi cho mối quan hệ phòng ngự không thể xuyên thủng của họ, chỉ huy tuyến sau, đồng thời đóng góp trong tấn công. Có vẻ như bước vào mùa giải mới, Arsenal sẽ một lần nữa dựa nhiều vào bộ đôi này để hy vọng đua vô địch với Man City. Chính Saliba và Gabriel là món vũ khí quan trọng trong chiến thắng của pháo thủ trước Lyon vào Chủ nhật. Trung vệ người Pháp là người đầu tiên khắc tên mình lên bàn tỷ số, đánh đầu đưa bóng vào lưới sau quả tạt tuyệt vời của Declan Rice. Ngay sau đó, Declan Rice đã nhanh chóng có được kiến tạo tiếp theo, một lần nữa lại từ quả đá phạt góc. Nhưng lần này nó tìm đến Gabriel, người đã thực hiện tốt công việc để mang về bàn thắng ấn định tỷ số ngay trong hiệp đấu đầu tiên. Có thể thấy các trung vệ cao to đã đưa Arsenal vượt lên dẫn trước và mang về chiến thắng. Qua đó nhấn mạnh một món vũ khí mà đội bóng của Arteta sẽ tìm cách sử dụng trong suốt mùa giải 2024-2025, ghi bàn từ các tình huống cố định. Nếu Lyon đến Emirates với kỳ vọng về một buổi chiều yên bình, thì hình ảnh hai trung vệ khổng lồ của Arsenal đâm thẳng vào khu vực cấm địa của họ tới 7 lần từ những quả đá phạt góc trong hiệp 1 chắc chắn đã làm hỏng sự tưởng tượng đó, thậm chí có thể tạo nên nỗi ám ảnh. Huấn luyện viên Mikel Arteta không làm việc theo kiểu nửa vời. Đội bóng của ông đã chơi như những con quái vật để gây áp lực lên Lyon và thực hiện các kế hoạch đá phạt góc với sự tập trung chẳng khác nào một binh đoàn được huấn luyện rất kỹ càng. Declan Rice mất một vài lần thực hiện những cú tạt bóng để làm quen, nhưng khi đã ổn định, anh có thể giúp cả Saliba và Gabriel đều ghi bàn thắng bằng đầu nhờ những pha phối hợp thông minh. Các đội bóng tại Premier League có thể đã hy vọng rằng huấn luyện viên cho những tình huống cố định của Arsenal, Nicolas Jover, đã có một mùa hè nghỉ ngơi và thoát khỏi việc dàn dựng các pha bóng như vậy. Nhưng giờ đây, có vẻ như ông đã dành thời gian để lên kế hoạch cho nhiều chiêu thức tinh vi cũng như khó đoán hơn nữa. Nếu muốn biết món vũ khí cố định này của Arsenal lợi hại như thế nào, thì hãy cùng chúng tôi nghe những lời nhận xét của Gary Neville ở mùa giải năm ngoái. Các tình huống cố định ư, Arsenal đã xuất sắc với chúng suốt cả mùa giải. Trong những giai đoạn mà họ chơi không tốt, các tình huống cố định đã trở thành yếu tố rất quan trọng giúp pháo thủ vẫn có được chiến thắng. Họ có rất nhiều sự lựa chọn, với một đường truyền thì hoàn hảo, thì luôn sẵn sàng có 4 hoặc 5 cầu thủ trong vòng cấm đều có vẻ như có thể chạm vào bóng. Chuyên gia cho tình huống cố định của họ nên nhận được một cái ôm từ Mikel Arteta. Đối với Ricardo Calafiori, anh trông như một ngôi sao điện ảnh khi bước ra sân. Và cầu thủ người Italia đã nhận được một sự đón tiếp nồng nhiệt xứng đáng khi anh có màn ra mắt Arsenal trước các cổ động viên nhà. Là bản hợp đồng lớn nhất của Arsenal mùa hè này, tính đến thời điểm hiện tại, sự hào hứng xung quanh Calafiori sau những màn trình diễn ấn tượng của anh cho đội tuyển Italia tại Euro 2024 là rất rõ ràng. Anh đã có hai bài hát của người hâm mộ dành cho mình và thi đấu với sự bình tĩnh mặc dù có rất nhiều sự chú ý dồn vào bản thân trong trận đấu hôm Chủ nhật. Mặc dù không có nhiều thời gian thi đấu, anh vào sân từ vị trí hậu vệ trái và sau đó chuyển vào đá trung vệ trái trong hàng phòng ngự 4 người khi Mills Lewis-Scally vào sân khoảng 10 phút cuối. Điều này sẽ thúc đẩy sự hiểu biết của anh về hệ thống của Arteta dù anh không phải làm việc nhiều về mặt phòng ngự. Sau trận đấu, Mikel Arteta đã hết lời khen ngợi chàng tân binh của pháo thủ. Anh ấy mang lại rất nhiều sự linh hoạt,
anh ấy có thể chơi 2 hoặc 3 vị trí khác nhau và chiếm lĩnh các không gian khác nhau. Cậu ấy là một hậu vệ thực thụ, khi bạn nhìn thấy thể chất của anh ấy và cách anh ấy đấu tay đôi, anh ấy thật không thể tin được. Chúng tôi đang có một cầu thủ có thể cải thiện đội bóng. Về tuyến giữa, thật sự Arsenal vẫn chưa hoàn hảo tại đây bởi Arteta vẫn đang mong muốn có được thêm những bản hợp đồng khác bằng việc theo đuổi Mikel Merino. Nhưng với Declan Rice, Thomas Partey, Martin Odegaard, Kai Havertz và Jorginho thì đây vẫn là dàn nhân sự tuyệt vời cho Arteta. Tiến lên hàng công, nếu pháo thủ có thêm được một trung phong đẳng cấp nữa thì sức mạnh của họ sẽ tăng lên đáng kể. Nhưng với sự tiến hóa của Bukayo Saka, những cổ động viên của đội chủ sân Emirates đang rất hy vọng vào một mùa giải bùng nổ của anh. Khi nghĩ đến Saka, bạn sẽ tưởng tượng đến một cầu thủ chạy cánh của Arsenal và đội tuyển Anh thường cắt vào bên trong bằng chân trái và dứt điểm vào góc xa, hoặc thậm chí là những pha kết thúc mới của anh bằng chân phải vào góc cao cột gần. Nhưng trong trận đấu gặp Lyon, có phải chúng ta đã thấy một cái nhìn trước về công cụ mới trong kho vũ khí của anh? Những cú đánh đầu ở cột xa. 3 lần vào chủ nhật, Saka đã được các đồng đội tìm thấy với những quả tạt vào trong vòng cấm sau khi anh căn chỉnh chính xác để vươn khỏi sự theo kèm của hậu vệ đối phương. 2 lần trong số đó, anh đã thể hiện khả năng bật nhảy, khiến cả Cristiano Ronaldo có lẽ cũng phải đứng dậy tán thưởng. Tuy nhiên, Saka đã không sử dụng thời gian trên không một cách hiệu quả với việc cả hai cú dứt điểm đều đưa bóng đi ra ngoài. Tuy nhiên, có vẻ như đây là một chiến thuật có chủ ý và như những mùa giải trong sự nghiệp của anh đã chứng minh, Bukayo Saka luôn trở lại một cách tiếp cận mới để vượt qua thành tích ghi bàn của mình vào mùa giải trước. Với chỉ một vài trong số 58 bàn thắng trong sự nghiệp của anh đến từ các cú đánh đầu, một sự cải thiện đáng kể ở lĩnh vực này có thể là bước tiếp theo trong sự phát triển để vươn tới đỉnh cao của cầu thủ 22 tuổi. Mọi thứ được tóm gọn khi họ nâng cao chiếc cúp vô địch Emirates. Có một buổi lễ trao cúp, nhưng nó diễn ra khá lặng lẽ. Và đó chính là khoảng lặng chính thức báo hiệu cho công việc thực sự của pháo thủ bắt đầu từ bây giờ, để hy vọng về một cuộc lật đổ thần thánh trước đại kình địch lớn nhất của họ, đó là Manchester City.